Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái phần mềm giúp cho quý anh chị và các bạn tăng tốc copy dữ liệu nó nhanh hơn và nó an toàn hơn, đó là Terra Copy Pro. Để tìm được cái phần mềm này thì quý anh chị và các bạn vào cái trang web đó là codesector.com. Đây là cái trang chủ chính thức của phần mềm. Nếu mà quý anh chị và các bạn muốn tải cái phần mềm từ chia sẻ của mình thì website phần mềm của tôi.com luôn chào đón quý chị và các bạn quay trở lại để sở hữu cái phần mềm này. Còn trên YouTube thì mình chỉ giới thiệu về cái trang chủ thôi. Terra Copy Pro là một cái phần mềm nó sẽ tăng tốc cái quá trình copy dữ liệu của bạn. Ở đây thì mình có đề ra một số tính năng chính của phần mềm. Thứ nhất là nó di chuyển cái tập tin nó nhanh hơn, tức là bạn copy từ cái USB của bạn hoặc là các ổ cứng rời á, nó copy vào máy tính nó rất là nhanh, nhất là những file có dung lượng lên đến hàng gigabyte. Nó hỗ trợ các bạn tạm dừng và tiếp tục trong cái quá trình copy. Giả sử như là trong cái quá trình bạn đang sao chép dữ liệu vì một lý do nào đó mà bạn muốn tạm dừng cái quá trình này thì nó rất là dễ dàng, và bạn cũng có thể tiếp tục lại quá trình sau khi bạn thực hiện các công việc gì đó. Cái tính năng rất là hay nữa là nó phục hồi lỗi trong quá trình sao chép. Giả sử như là bạn đang sao chép dữ liệu nhưng mà máy tính của bạn bị sập nguồn hoặc là màn hình xanh, thì khi mà bạn sửa lỗi được rồi thì khi mà bạn mở máy tính lên thì nó vẫn cho phép bạn sửa lỗi những cái lỗi file trong quá trình các bạn sao chép, thay vì các bạn chịu những cái file đó bị hỏng. Nó hiển thị những cái danh sách tờ tin để bạn có thể dễ quản lý hơn. Nó sao chép di chuyển đến cái thư mục yêu thích. Chức năng này có bản Pro thôi. Và phần mềm này nó có các phiên bản là phiên bản Free và phiên bản Pro. Phiên bản Pro thì bạn sẽ phải trả tiền, và trong video này mình hướng dẫn các bạn là phiên bản Pro, và đừng quá lo lắng về các chi phí, tại vì một khi mình đã hướng dẫn thì mình đã có những cái biện pháp để giúp cho bạn sở hữu phần mềm. Tiếp theo là nó chọn các tệp cùng tên lại trong thư mục với nhau, đó là nó sắp xếp theo cái quản lý về cái tên thôi. Ở đây khi mà bạn bấm vào nút download thì bạn tải về và dùng, nhưng là phiên bản free. Còn nếu bạn bấm vào nút buy thì bạn sẽ chi một cái giá, đó là 24 đô 95 cent, gần 25 đô cho cái phiên bản Pro. Và tất nhiên rồi, phiên bản Pro bao giờ cũng đẳng cấp hơn những cái phiên bản free. Nó có những cái tính năng nâng cao và nó tối ưu hơn trong quá trình mà bạn sử dụng. Ở đây thì mình đang tiến hành gỡ cái phần mềm Terra Copy Pro phiên bản 2.3. Ngày xưa mình hay dùng, mình cài cái phần mềm này từ lúc là mình cài lại Win rồi. Tại vì khi mà cài lại một cái phiên bản hệ điều hành Windows mới thì những cái phần mềm cần thiết thì mình cài vào cùng, và Terra Copy là một trong những phần mềm mà mình rất là tin dùng, và mình dùng nó 5 năm nay. Mình dùng nó từ 2010 à không mình dùng nó từ 2012. Cái phiên bản mình đang gỡ là 2.3 và cái bản là beta ngày xưa, bây giờ là lên 3 chấm mấy rồi. Và video này mình sẽ giúp cho các bạn sở hữu cái phần mềm nó mới nhất và cái bản nó cao cấp nhất. Các bạn đợi một chút để mình gỡ cái phần mềm 2.3 ra, cái phiên bản cũ ngày xưa. Ta xóa đi những cái file cũ. Nếu mà bạn nào đã cài cái phiên bản 2.3 rồi thì thôi, các bạn tiếp tục dùng, còn không thì các bạn gỡ ra để nâng cấp lên một cái phiên bản mới và nó công nghệ nó hay hơn. Rồi, như vậy là xong.
Rồi, ở đây thì mình có một cái phần mềm đã tải về Terra Copy Pro phiên bản 3.2.1. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt phần mềm này lên máy tính. Nó chỉ có 4 MB thôi, rất là nhẹ. Đồng ý với những cái điều khoản và NAT chọn cũng như là chọn các đường dẫn. Ở đây chúng ta thấy nó cho chúng ta những cái tùy chọn là Normal Version là các phiên bản thông thường và Rotable Version. Rotable là các phiên bản chúng ta không cần phải cài đặt. Tuy nhiên thì mình khuyến cáo vẫn nên chọn Normal Version. Và giữ cái tùy chọn bên dưới, chúng ta tiếp tục Next. Thì lúc này phần mềm sẽ cài đặt vào máy tính. Khi bạn cài đặt cái phần mềm này thành công trên máy tính rồi thì cái phiên bản bạn đang dùng là cái phiên bản trial. Trial tức là bạn chỉ đang dùng thử thôi. Để lên cái phiên bản Pro thì bạn nhấp vào cái nút đó là Enter key và điền cái mã kích hoạt bản quyền phần mềm vào. Thì cái mã này bạn có thể tìm thấy nó trên website phần mềm của tôi.com. Bên trong thì có đầy đủ hết. Các bạn cho mình một phút để mình lên cái phiên bản Pro nha. Mình chào anh chị và các bạn, sau một phút thì phần mềm của mình đang là trial thì nó đã nhảy lên phiên bản Pro. Và đây là phiên bản cao cấp nhất của cái phần mềm này. Và chúng ta sẽ thử nghiệm cái chức năng của phần mềm. Ở đây mình có một cái file ở ngoài USB và mình sẽ copy vào cái ổ đĩa của mình. Ở đây thì mình tạo một cái thư mục là cái này đi. Rồi mình sẽ chuyển cái file từ cái USB hoặc là các ổ cứng ở bên ngoài để mình chuyển cái file vào. Giờ các bạn search vào đây thì các bạn sẽ thấy bây giờ thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn. Thứ nhất đó là Move Explorer là cái chức năng copy thông thường và bình thường của hệ điều hành Windows. Và một cái tùy chọn đó là Move Terra Copy. Đây là cái tính năng chỉ khi bạn cài đặt cái phần mềm Terra Copy rồi thì nó mới hiện. Thì lúc này các bạn sẽ chọn đó là Move Terra Copy và sử dụng cũng như là trải nghiệm cái công năng của phần mềm trong việc tối ưu hóa trong việc sao chép file dữ liệu. Các bạn thấy các file từ USB đã tiến hành sao chép vào cái ổ cứng, và khi mà quá trình này chạy hết cái cây màu xanh này thì cái file của bạn đã copy xong rất là nhanh chóng. Thì lúc này công việc của bạn là sử dụng thôi. Bạn có thể copy lên đến hàng chục GB, thậm chí hàng trăm GB thì tốc độ nó sẽ rất là nhanh. Thay vì bạn sử dụng cái copy with Explorer thì nó hơi chậm, còn Terra Copy thì nó tăng tốc hơn trong cái quá trình các bạn copy dữ liệu. Đồng thời nó khi mà có sự cố cũng như là có lỗi thì nó sẽ khắc phục giúp cho quý chị và các bạn trong những cái vấn đề không hay như vậy. Còn chức năng chính đó là tăng tốc copy dữ liệu. Như vậy là ok rồi. Và mình nhấn mạnh cũng như là nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý chị và các bạn muốn tải cái phần mềm này về thì quý chị và các bạn hãy truy cập vào website đó là phần mềm của tôi.com để có thể tải về và dùng cái phiên bản Pro. Nếu mà quý chị và các bạn muốn xem tiếp video từ mình thì có thể nhấn vào nút đăng ký trên kênh YouTube để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và cập nhật những cái phần mềm mới, những cái công nghệ về phần mềm nó hay. Mến chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn.